Alo cả nhà, bây giờ gia đình Huyền chuẩn bị đi ha các bạn. Đây nè, Alex cầu nguyện cho Alex tìm được đúng bác sĩ nha con nha. Đó. Đó, bây giờ cả nhà Huyền ra xe sớm. Đi hơi sớm không? Đi có hơi sớm luôn. Trời có Bella kìa. Bà đi vòng 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 tội nghiệp quá con ơi. Come on con. Come on, không tìm mama con. Đứt ruột con cô chú. Đứt ruột chưa? Tội quá. Anh hai ra xe rồi. Bây giờ tôi Huyền chuẩn bị đi mà các bạn coi nó kìa các bạn. Các bạn thấy 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 nó ngồi đó không? Hôm bữa kêu chạy tới nó chạy tới, còn bữa nay không chạy. Dạ. Ban đêm nhà Huyền nè, mấy cái đèn nè. Bella. Đi đi chơi đi con, đi chơi đi. Vô đi ha. Đi chơi đi con. Vô nhanh con. Vô đi con. Đi. Hiện tại bên Huyền là gần 2 giờ sáng các bạn. 6 giờ mấy gần 7 giờ thì tụi Huyền mới bay ha. 6 giờ 50 hay gì á. Đó thì chuẩn bị lên đường cả nhà. Nhìn cái con Bella tụi Huyền bệnh rịn gì đâu luôn. Thấy nó tội nghiệp các bạn. Nó giống như là một đứa con nít gì đó chứ nó không phải giống như mấy con mèo, mấy con chó bình thường. Chỉ khôn lắm, chỉ giống như chỉ hiểu chuyện á. Cho vô nhà rồi hả? Coi chừng chỉ đi cái cửa này ra tội quá. Tội nghiệp. Mà biết sao giờ. Lần này Huyền về Việt Nam cũng cho Alex đi du lịch, với Huyền cũng muốn tìm bác sĩ để khám cái tay cho Alex đó cả nhà. Bởi vì bên đây bác sĩ họ cũng không có nói cho Huyền biết là cái tay con của Huyền nó bị cái gì ở trong đó, nó có ảnh hưởng gì hay không á. Thì lần này Huyền về cũng muốn tìm bác sĩ để Huyền giải đáp thắc mắc ở trong lòng á, là tay con mình nó như thế nào, rồi có trị được hay không hay như thế nào đó. Chứ bên đây giống như tụi Huyền mù tịch các bạn. Cứ hỏi á, thì người ta cứ nói bình thường, còn không á, thì người ta cứ nói vòng vòng à. Làm cho mình mù mờ lắm. Mình biết là cái tay con mình nó có sai đó, nhưng mà mình hỏi thì bác sĩ cũng không có giải đáp cái gì để cho mình thỏa đáng á. Thì lần này hy vọng Huyền về Huyền cũng tìm được bác sĩ để họ trả lời những cái thắc mắc của mình, để Huyền yên tâm hơn ha. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi Huyền và luôn động viên gia đình nhỏ nha. Tụi Huyền gần tới rồi nè cả nhà. Đó, sân bay nè. Đi cái sân bay này nhỏ. Đó các bạn. Tụi Huyền chạy đến đây gần 1 tiếng ha. 40 phút mà. Nhưng mà hôm qua Huyền cứ tưởng đâu còn 1 tiếng rưỡi cả nhà. Đi cái này thì máy bay nhỏ. Xong rồi Amsterdam trước chứ hả? Rồi mới qua Pháp mới đi máy bay lớn.
rồi. Xe quá trời xe. Số đầu ba, số năm ở đâu ha? Ok. Ok. Ôi, chào cả nhà. Bây giờ mình tới chỗ rồi, mình sẽ lấy vali ha. Lấy vali xong rồi em với Alex đi vô, rồi anh phải đi đậu xe. Anh Hùng mệt để tìm chỗ đậu xe các bạn. Tụi Huyền cũng thuê chỗ đậu ở đây nè. Đến cái hôm mà tụi Huyền về luôn á cả nhà. Alex kìa, bận áo khoác cho con, để lạnh á. Không gì bằng sướng bằng đi du lịch hả? Ừ. Đi chơi là sướng nhất cả nhà ơi. Được không con, để mẹ giúp cho. Cái tay đó khó hả? Ok. Kéo lên con. Thấy gì chứ ban đêm thì sương xuống nó cũng hơi lạnh đó các bạn. Alex thấy rung luôn hả? Vắng lặng không có một bóng người nữa trời. Có thể tụi mình đi sớm quá hay sao á. Vắng quá trời luôn à, không có như ở trên kia á các bạn. Cho nên đi vô đây nó ủa sao thấy xe không thấy một bóng người nào hết á. Đây nè. Tụi Huyền chưa có ngủ nữa cho nên nhìn cái mặt nó hơi bơ phờ chút nha. Với Huyền mới bị cảm hết á nè. Giọng Huyền tới hôm nay vẫn chưa bình thường nữa các bạn. Trời ơi nó lâu gì kinh khủng luôn á. Vô thấy có người ngồi kìa. Sao ngồi ngoài vậy? Đừng nói sân bay chưa mở cửa. Sân bay chưa mở cửa má ơi. Huyền nói đúng lắm mà. Đó. Đi cho sớm nha. Gớm chưa. Em đi đậu xe thôi. Chạy lạnh không? Nhanh nhanh nha, anh thấy ghê quá. Đâu biết được. Huyền nói đúng thiệt, theo các bạn sân bay chưa có mở cửa. Để là 4 giờ 15 mới mở cửa. Alex nè. Đem có bóng kéo cao lên con, cho che cái cổ. Đúng rồi, đội cái nón lên luôn đi con. Giỏi. Cho nó ấm cái đầu ha. U chú cha. Chú cha mẹ mới mua cho cái áo đẹp không? Rất có sạch không? Quay bình minh cho cả nhà xem nha. Các bạn biết sao, anh Hùng anh đi sớm quá, anh cứ tưởng đó là giống như ở trên Oslo của cả nhà. Nhưng mà từ dưới Huyền chạy xuống đây nó nhanh. Rồi sân bay ở đây nó cũng nhỏ các bạn, cho nên là người ta không có mở cửa sớm. Xong ở ngoài lạnh quá, tụi Huyền phải vô xe nằm. Alex đánh được con giấc. Nó khuất cái nhà đó rồi. Bình minh thiệt là đẹp luôn. Tôi Huyền vô đây nè cả nhà. Sân bay đây nhỏ xíu hả các bạn? Chút xíu thì siêu à. Thường dạ. Thường thì sân bay ở đây bay vòng vòng châu Âu á cả nhà. Các bạn coi Alex nè. Chưa bay nữa nhưng mà bây giờ không biết sao đi xuống á các bạn. Trễ chuyến nữa rồi cả nhà ơi. Tào lao dễ sợ luôn các bạn. Lên ngồi nãy giờ ngồi một tiếng đồng hồ á.
bay gì hết luôn á, mà nóng nực gì đâu luôn. Bó tay rồi tự nhiên rồi đọc lên, bây giờ kêu xuống, giờ nó nói là lý do làm sao nè. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ luôn, nó nóng nực. Trời ơi, cái chiếc nó bị cái gì nhá các bạn. Xong rồi kêu tụi Huyền xuống. Giờ nó đem mấy cái baga xe xuống hết lại kìa. Chiến nè Alexa. Chiếc máy nãy giờ cũng gần tới rồi. Cũng gần tới bên Amsterdam rồi. Máy bay bị trục trặc các bạn. Bây giờ là kêu kỹ sư từ trên Oslo xuống, còn máy là bên Amsterdam qua để mà sửa lại thì khoảng 1.5 tiếng nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc 1.5 tiếng nữa không xong đâu cả nhà ơi. Nãy lên nó lên cũng ngồi trên máy bay gần 1 tiếng đồng hồ các bạn, chạy tới chạy lui, xong rồi nó nói là bị hư, bị có chút xíu trục trặc vấn đề gì đó kỹ thuật á, cho nên là kêu hành khách rơi xuống hết á. Trời ơi xui xẻo, nếu mà trễ chuyến này là trễ hết luôn nguyên một cái hành trình của tụi Huyền các bạn. Đi về lát đó giờ đi về chợ gì đang thử coi nó sẽ giải quyết như thế nào, còn nếu không á thì nó sẽ đặt lại cho mình cái giấy mới ngày mai á, ngày mai mới đi được á. Vậy hả? Tự nhiên bây giờ Pháp là nó bay về Việt Nam là 1 giờ rồi, mình đâu đâu kịp. Đúng không? 1 giờ là máy bay ở bên Pháp nó bay về Việt Nam rồi. Mà bây giờ mình chưa có, bây giờ là 8 nhưng mà chưa đi đâu được hết là sao kịp. Cho nên nó phải làm lại cái giấy mới cho mình. Rồi nó sẽ đền bù lại giống như hồi đợt vừa rồi tiếp. Mà em thấy nguyên một cái sân bay có một chiếc máy bay một à, không có chiếc nào để mà sang cho đi hết đó các bạn. Trời đất ơi, mình về khách sạn hả? Mình về khách sạn hả? Mình về nhà mình. Mình về nhà mình. Chút nữa nó mới cho biết mà mình đi đâu, đi từ đâu. Vậy đó hả? Ba ba rồi. Mấy cái nãy anh Hùng ảnh mua rượu, bây giờ phải trả lại luôn. À, anh Hùng, bây giờ người ta kêu là phải trả cái bia rượu lại á các bạn. Rồi tụi Huyền sẽ làm lại cái giá mới ha. Rắc rối quá cả nhà. Giờ đi ra lại. Trời đất ơi. Dạ. Chưa đi nữa mà lấy hành lý rồi. Xong rồi chắc tụi Huyền đi làm vé mới lại á các bạn. Biết bây giờ tụi Huyền đi đâu không? Về lại. Bây giờ tụi Huyền đi về các bạn. Trời đó mệt mỏi dã man luôn. Đúng không rồi. Lên máy bay ngồi rồi đó. Lên máy bay ngồi rồi các bạn, ngồi lên rồi. Lý rồi xong rồi. Rồi chạy ra xong rồi cái tự nhiên chạy vô. Cái thấy mấy bả mở cửa lên nói chuyện rồi là thấy có vấn đề rồi, nói là cái máy, chiếc máy bay đã bị kỹ thuật gì á các bạn, cho nên là kêu hành khách đi xuống hết á. Giờ thì ở trên đó họ đặt lại cho tụi Huyền một cái vé mới, nhưng mà tới 9 giờ tối nay máy bay được thì thôi gần nhà tụi Huyền phải đi về, hiện tại giờ mới có 10 giờ à. Nó bay qua bên Đan Mạch trước, rồi qua đó mình ngủ lại đêm sáng nó bay sớm qua Pháp, từ Pháp nó bay về Việt Nam. Trời cái năm nay sao mà nó kỳ cục vậy không hiểu. Bạn biết không, tụi Huyền đặt vé đi á là chỉ có 17, 18
cho Huyền cái vé khác thành 20 mấy tiếng các bạn. Mà tụi Huyền không đi đặt, tụi Huyền mà tự đặt bây giờ cũng đâu có còn cái vé nào nữa đâu mà đi nhanh hơn các bạn. Còn mấy vé vòng vòng nữa không mà Huyền với anh Hùng coi á. Đó, bây giờ không chịu là khỏi đi luôn. Mà lỡ đồ đạc tụi Huyền thuê khách sạn ở bên Việt Nam được rồi nữa. Đó, cho nên là thôi Huyền với anh Hùng về nhà ngủ. Tại vì còn 11 tiếng nữa lần các bạn. Về nhà nằm cho nó khỏe chút xíu. Chuyến này là tụi Huyền đi qua Đan Mạch. Đan Mạch thì xong cũng phải chờ 7-8 tiếng đồng hồ. Dám hang thì chứ. Chuyến đi bất ổn. Chuyến đi bất ổn. Tại vì tụi Huyền có mua mà cái gì xúc xích cho bạn ở nùng nữa đó. Sợ để lâu quá nó hư á. Sẵn ở nhà gần nè, chạy cũng khoảng 45 phút tôi về tắm rửa nằm nghỉ ngơi chút cho nó khỏe xong rồi chạy xuống các bạn. Ok. Ta da, tụi Huyền về tới nhà rồi đây. Ôi cưng quá, Bella nó vô nó đợi nè cô chú. Hả? Phóng vô đợi. Thì tụi Huyền về nhà các bạn nghỉ mệt chút xíu. Nghỉ chừng 2-3 tiếng thì tụi Huyền sẽ chạy xuống dưới chỗ đó lại, sân bay lại các bạn. Thì như hồi nãy Huyền chia sẻ với các bạn đó, thì họ đặt lại cho tụi Huyền một cái vé đi về bên đó. Nhưng mà cái vé này thời gian nó là 25 tiếng rồi các bạn. Thay vì cái vé của Huyền đi nó có 19 tiếng là nó tới nơi rồi ha, mà cái này tới 25 tiếng rồi. Thì thôi kệ đi chứ biết sao giờ. Bây giờ mà Huyền không chịu nữa, Huyền tự tìm nó cũng không có cái vé nào hết các bạn. Đó thì thôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của gia đình nhỏ ha. Huyền tạm biệt các bạn tại đây. Hẹn các bạn clip khác nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú. Huyền mơ phờ hết các bạn. Không có ngủ á.